Ơi, chào các bạn. Gần đây thì tôi thấy các cái khách hàng có thể là khách hàng dịch vụ, tức là nhận sữa của những cái doanh nghiệp hoặc là chính doanh nghiệp đem ra sữa rất là nhiều tại trung tâm dạy nghề Trung Nguyễn. Đó là cái bộ sạc của xe nâng khá nhiều. Thì theo như mà cái tình hình như vậy á, chúng ta chẩn đoán được là trong cái thời buổi bây giờ người ta sử dụng cái xe nâng bằng điện là khá nhiều. Đó. Cho nên là trong cái ngành kỹ thuật điện công suất hoặc là hệ thống điện tử của chúng ta là càng ngày càng thay thế cho những cái phần mà xe cơ giới là người ta sử dụng nhiều về những phần điện tử. Hiện tại trong xe máy, xe gắn máy của chúng ta ngày xưa vẫn là đi xe là bằng hệ thống cơ, đánh lửa cũng là bằng cơ, nhưng bây giờ đánh lửa là đánh bằng IC, tức là hệ thống điện tử. Rồi nó bây giờ phát triển thêm nữa là chìa khóa bằng điện tử, smart key. À, rồi chuyển qua bây giờ là bo bo của xe máy. Xe máy là có bo trung tâm điều khiển, tức là phun xăng điện tử. Thì tất cả các cái hệ thống đó dần dần chuyển ra cái ngành điện tử là khá nhiều. Cho nên là tôi thấy là cái ngành điện tử là cũng khá phát triển trong tương lai sắp tới đây. Và hôm nay tôi cũng giới thiệu cho các bạn là ở đây có nhận sữa các cái loại bo xe nâng và sạc xe nâng, nhận thường xuyên. Các bạn thì qua cái clip này các bạn sẽ giới thiệu mang tới đây để sửa khắc phục. Thì mục đích là cũng giúp cho cái khách hàng là coi như tận dụng được cái bo cũ, giảm giá thành trong khi thay thế ha. Chúng ta sửa thì nó rẻ hơn cái thay mới nha. Rồi bây giờ có một cục sạc của khách hàng mang tới thì tôi cũng quay qua sơ qua cho các bạn biết là cái cục sạc đó nó như thế nào. Cũng khá đơn giản, đây là cái cục sạc của xe nâng. Sạc này là sạc cơ ha, còn các cái loại sạc điện tử thì nó khó hơn một tí xíu. Rồi, chào các bạn. Hôm nay có một cái bộ sạc của xe nâng ha, bộ sạc xe nâng. Tình trạng mang tới là nó thiếu vôn đầu ra. Chúng ta ở đây sạc sửa cái này rất là nhiều rồi. Sửa rất là nhiều. Đây là cái áp đầu ra của nó. Bây giờ mình hiện tại là hồi nãy là đem khách đem tới là bao nhiêu vôn, khách báo bao nhiêu vôn? 4 49 thôi. 49 vôn. Nhưng mà bình thường của nó là bao nhiêu vôn? Bình thường khi sạc á, khách khách báo á, là đang thiếu bao nhiêu vôn? Khách báo cho lên 52 vôn. Cho lên 52 vôn. Bây giờ đã sửa xong đúng không? Rồi. Thì giới thiệu cho các bạn biết là ở đây có nhận sửa tất cả các cái thiết bị mà sạc xe nâng hoặc là sạc các cái hệ thống sạc, tức là từ chuyển đổi từ AC sang DC. Chúng ta sạc các cái bình ắc quy đó, trong tất cả các hệ thống xe nâng hoặc là hệ thống năng lượng mặt trời hoặc là hệ thống của các cái trạm mà gọi như phát sóng của các cái nhà mạng. Ở đây chúng ta hiện tại là 4 bình này có 43V thôi đúng không? Bình chúng ta đang thiếu vôn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cho điện lên coi. Cho điện lên. Điện lên thì điện áp nó có tăng không? Rồi điện áp đã lên 56V. Đó, đang cắm vô sạc thì có cái độ sục áp. Đó, có độ sục áp. Như vậy thì ở đây 4 bình thì nó có 48V. Nhưng mà khi cái bộ sạc chúng ta ra 56V có nghĩa là nó đã lớn hơn rồi, cho nên là nó đã sạc được. Như vậy là cái hệ thống sạc này chúng ta đã sửa xong. Bây giờ em qua bên văn phòng nó lấy cái số điện thoại qua đây để báo giá luôn, coi người ta có sửa hay không ha. Nếu mà không sửa thì mình sẽ trả lại vị trí cũ. Còn nếu sửa thì mình để về mình hoàn thiện lại để giao cho khách luôn. Qua lấy số điện thoại. À, số điện thoại đây. Rồi, số điện thoại đây. 0988 ok. Rồi chúng ta sẽ báo giá ha. Là báo giá. Alo.
Alo, ở bên trung tâm Tuấn Nguyễn này có nhận cái cục sạc á, sạc này sạc xe năng đúng không? À, bình thường là nó ra bao nhiêu vôn? Năm mươi mấy? Năm hai hả? À, còn bây giờ là nó đang sụt xuống bốn mấy hả? Bốn chín vôn hả? Vậy là cái cục sạc này đang bị sụt áp, có nghĩa là công suất nó giảm cho nên là không có sạc được đúng không? Ừ, cái này nếu mà sửa thì đồng ý sửa thì 300.000, đồng ý sửa không? Nếu đồng ý sửa thì sẽ sửa chiều lấy, còn nếu không đồng ý thì trả lại như cũ luôn. 300.000. Đúng rồi. Về sửa luôn nha, chiều lấy nha. Rồi ok, chiều khoảng 2 giờ tới 5 giờ trong khoảng thời gian đó thì có người giao nha. Rồi ok. Xong thì có nghĩa là đó thì giờ báo luôn cái thời gian đó từ 2 giờ tới 5 giờ là coi như trong thời gian đó là giao giờ nào cũng được hết á. Hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi. Rồi ok. Rồi như vậy là khách đã đồng ý sửa này. Bây giờ em hoàn thiện lại ha, hoàn thiện lại để ba cái giắc cắm rồi cho chắc chắn lại, coi thử là nó có sụp xịt ở chỗ nào không. Mình hoàn thiện lại cho người ta luôn, mỗi lần người ta mang đi sửa mỗi lần khó, mình sẽ khắc phục lại tốt cho người ta luôn nha. Rồi.